Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng nghe tập 2 và cũng là tập cuối của câu chuyện Đêm rừng gặp cọp của tác giả Nguyễn Đông Phương. Trong tập này, quý thính giả sẽ được nghe những cuộc chiến đấu giữa người và hồ ở giữa rừng đại ngàn và cuộc đấu cướp thức ăn của hồ rất ác liệt. Hãy cùng đón nghe hết câu chuyện quý vị nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe chuyện Chú hai và con cọp gấm giáp mặt nhau Cọp gấm gầm một tiếng Chú hai hoảng quá nhảy sầm vào nhà ông Tư miệng la lên Chết! Cứu! Bác Tư ơi! Ông Tư đã biết tòng Nhưng cũng đập cho chú một cây xiềng liềng Chú hai không ngớt la đau và ngăm con cọp gấm Ngày bữa gì con gấm này Quen đến nhãn mặt Đêm nào nó cũng rơi ấm ở chai bắp của tôi Tôi sẽ cho ngài biết tay Tưởng nói chơi Rẻ đâu chú hai làm thật Nhà ông năm hoãng có mấy dãy bắp ở khe sâu Cách nhà cũng khá xa Như mỗi gia đình có bắp trong vùng hễ gần lúc cây già trái chín Thì phải làm tròi giữ bắp suốt ngày đêm Bởi giữa trốn rừng hoang vô Những trái bắp tròn lằn căng đầy hột Chưa chất bột ngọt ngào Không chỉ là thức ăn lý tưởng của người Mà tất cả các loài thú đều nhắm đến Nhất là khỉ, heo, chim chóc Đêm đêm chú Hải ngủ trên tròi canh bắp Trời mùa đông trốn núi rừng lạnh lẽo và quạnh hiu Đêm nào chú Hải cũng đốt một đống lưỡi dưới chân tròi để rời ấm Và cũng gián tiếp báo với thú rừng quanh đó rằng dậy có người Không những thế mà còn phải đánh phẻng la, gõ thùng thiếc Đập hụi suốt đêm lũ heo rừng khi đột mới chịu đi chỗ khác Trong suốt mùa bắp, đêm nào cọp gấm cũng chờ đến khuya Khi chú Hải vươn đống lửa rồi lên tròi ngủ cọp lần mò đến gần đống lửa ngồi sưởi ấm nửa đêm chú hai tỉnh giấc dòm xuống thấy cọp ngồi đó thỉnh thoảng có những tàn củi than rơi vãi ở ngoài cọp lấy chân hất hất vào đống lửa nhân vụ vừa rồi chú hai quyết định chơi cọp gấm một phen cho bỏ ghét chú hai gửi ông sáu tấn về xuôi mua hai chục trái pháo tống lại bằng cổ tay chú thao hết ra lấy thuốc pháo dồn vào một ống tre những dây tim pháo kết lại bằng ngón tay làm ngòi loại pháo này người ta gọi là pháo tre có sức nổ gần bằng trái phá đêm đó chú hai bỏ lẫn trái pháo tre vào đống tàn củi ngoài đống lửa đêm khuya lửa trong đống gần tàn theo thói quen cọp gấm lấy chân hất những tàn củi bên ngoài vào đống lửa trong đó có trái pháo nằm lẫn lộn như một sự tình cờ ầm um, tiếng nổ với ánh chớp như xé tan màn đêm cọp kinh hoàng đến nỗi vãi phân ra đầy trời. Nó phóng vào rừng trốn biệt đến 3 tháng dòng không thấy tăm hơi. Người ta bảo cọp là loài nhớ dai và biết báo thù. Mùa bắp sau, giữa khuya đang lúc chú hai nằm thiêu thiêu ngủ trên tròi bắp. Bỗng chú giật nảy người bởi một tiếng gầm khủng khiếp ở sát bên. Rồi không phải một tiếng, mà nhiều tiếng gầm liên tiếp. Qua mấy giây đầu kinh hãi, nhưng với bản lĩnh gan dạ của người dân núi, chú hai lấy lại bình tĩnh ngay. Chú nhìn xuống dưới, cách chỗ chú nằm khoảng 2 mét. Cọp thường nhảy cao được 5 mét, các trời canh dãy người ta cất cao từ 7 mét trở lên. Qua ánh lửa dưới tròi bập bùng, chú thấy lại con cọp gấm. Miệng cọp há to lờm trầm những răng, hai con mắt như hai cục lửa. Bốn chân cọp bám vào gốc chân tròi như muốn trèo tới luôn. May mà trên trời có rào che chắn, phòng thủ cẩn thận. Chú hai chụp cây phạng phóng vút, nhưng cọp tránh được. Chú bèn với cái vàng la gióng lên in ỏi Cọp ta mới chịu nhảy xuống Và cứ thế vài ba đêm một lần Khi nửa đêm lúc gần sáng Cọp gấm bất thần nhảy vút lên trời Nhăn răng gầm gừ dọa chú hai Chú hai sợ quá bỏ dậy bắp không ra giữ nữa Thú rừng mặc sức tàn phá hoa màu Tưởng thế là thôi Chơi trêu thay Cuộc sống sắp đặt thế nào để cho chú hai đụng độ cọp gấm một lần nữa Trong trường hợp hết sức éo le sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn của chú Một chiều chú đi lên dãy Chú chỉ cầm theo cây cuốc để xới đất Nửa đường bỗng trời nổi cơn rông Dầm xét nổ rền trời Mưa chút xuống như thác đổ Ven rừng có hai tảng đá phẳng Đứng nghiêng trụng đầu vào nhau Tạo một khoảng trống ở dưới giống như mái nhà Một chỗ núp mưa lý tưởng Người ta nói rằng Chỗ này trước đây là một hang cọp Do bỏ hoang Chủ hai ngồi trong hang ngó ra cảm thấy ấm áp dễ chịu Bên ngoài mưa gió dữ dội Sấm chớp sáng lè Cảnh cây gãy răng rắc Bỗng ào Một con gì thù lù choáng ngay chỗ cửa hang Chủ hai dụi mắt nhìn kỹ Chủ run lên khi nhận ra chính con cọp gấm Nhưng chú tạm lấy lại bình tĩnh Vì quả hại sấm chớp nên cọp lao vào hang mà đưa đít vào trước Đầu cọp quay ra ngoài Có lẽ đây cũng là cách đối phó Mỗi lần một ánh chớp sét nổ vang Cọp lại lui sâu vô một chút Cọp đâu biết chú hai đang ngồi phía trong Hang chật hẹp Nên hễ cọp lùi vào một khoảng Thì chú hai lùi một tí Mưa càng to Sấm sét càng dữ dội Cọp cứ lùi dần vào sâu mãi Một lát lưng chú hai đã dựa vào sát vách Chú hai miệng lâm dâm câu trời khấn Phật Sao cho ngừng cơn mưa hết sấm sét Cho cọp đừng lui vào nữa Ác thay cơn rông vẫn vô tình một tiếng xét chát chói ngay trước miệng hang cọp dịch vô một đoạn khá dài chỉ còn cách chú khoảng một mét rưỡi một liều năm bảy cũng liều chỉ còn một đường sinh là hành động chủ hai đừng trọi hai chân ra xuống tấn dồn hết sức lực vào đôi tay chu nằm cái cuốc đưa lên nện một cú như trời giáng vào đít con cọp loài cọp có đặc điểm là khi vô tư không đề phòng chỉ cần một tiếng vỗ tay sát sau lưng cũng làm cho cọp hoảng hốt bỏ chạy Hướng hồ gì là một cú đai quốc vào chỗ hiểm Cọp gấm gào lên một tiếng kinh hoàng Phóng ra khỏi hang như cơn gió Phân và nước tiểu vại ra sau Cả người chú lãnh trọn Chỉ chờ có vậy Chú hai thoát ra rông lại về nhà Vì chú biết rằng khi hoàn hồn cọp sẽ quay lại Mùa bắp năm sau Chú hai chồng dậy mới cách chỗ cũ nửa ngày đường Nhưng cọp gấm vẫn tìm ra được Đêm nào cọp cũng nhảy phóc lên trời chú Hà cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn gầm vang rừng. Không biết do ai bày vẽ hay tự nghĩ ra. Đêm đó chú hai nấu một nồi dầu rái sôi sùng sục trên trời. Một loại dầu dẻo lấy ra từ cây dầu rái, dùng để chát ghe thuyền. Khi đun sôi nóng kinh khủng. Chỉ chờ cọp há miệng ra, chú hai lẹ tay bê nguyên nồi dầu chút ngay vào miệng cọp. Cọp gầm giống lên khiếp đàm, phóng vào rừng biệt tâm không còn quấy phá chú hai nữa. Từ đó chú hai mang thêm tên là hai dầu rái Đi lượm hạt tươi Gió tây Gió từ lào thổi qua Bắt đầu thổi mạnh Rừng cây ao ảo chút lá Gió thổi hơi nóng lên rát mặt Thỉnh thoảng một đợt mưa nhỏ Từ những đám mây cao vút vớt qua Mưa này gọi là mưa nam Chỉ làm không khí càng nóng thêm Không gian khô khốc Làm tan biến ngay những hạt mưa bé nhỏ bác bảy và bố không đi đổi hàng nữa bác bảy đi ra nhìn về phía trời tây trên những dãy núi trùng điệp những lớp mây mỏng màu xám nhạt cao vút dàn trải khắp trời gió ảo ạt lồng lộng thôi hình như nhìn trời và ngay trong gió bác bảy cảm nhận được một tín hiệu gì đó bác bảy bảo lim đem mấy chiếc giỏ mây mà tôi với nó đã tu sửa hoàn chỉnh lại hôm trước ra bác xem xét kiểm tra rồi soạn tiếp những dụng cụ đi rừng Tôi lần la lại gần nhìn xem Bác Bảy nói Ngày mai sẽ đi rừng xa cháu ạ Cháu và Lim có đi theo được không? Tôi náo nước hỏi Bác im lặng lấy thuốc ra hút rồi nhìn tôi Mọi lần Lim đều tham gia Nhưng cháu thì không biết có theo nổi không? Cháu đi được Cháu đi được mà Tôi gấp gáp nói với mong muốn bác cho đi theo Vừa lúc đó bố tôi đi lại Bác Bảy di thuốc ngước nhìn bố. Anh Sáu à, thằng Đào nó muốn đi theo được không? Tôi sợ nó không đủ sức leo rừng. Bố nói, đường đi xa lắm, lội đèo vượt suối làm sao con theo nổi? Tôi vững tin. Con đi được mà bố, vừa rồi đi với bố suốt cả mấy ngày lên đến đây có sao đâu. Nhưng đây là rừng sâu con ạ, à. phải có sức và có gan. Vừa lúc Lim bước vào, nó nói Con coi bộ đào cũng đi được chà Hôm trước đi bẫy heo rừng với con Đào sông sáo chịu được lắm Bác Bảy và bố nhìn nhau cười Bố bảo tôi Đáng lẽ bố với bác Bảy đi đổi hàng Vài hôm nữa bố con ta quay về Nhưng mấy ngày qua gió tây thổi gắt Rừng ươi đã rụng hạt Ngày mai cả xóm núi này đều đi rừng ươi lượm hạt Bố đã đi quen rồi nếu con lượng sức theo được thì làm một chuyến cho biết tôi như mở cửa trong bụng gieo lên thế là bác vào bố cho con đi bố nói nhưng trước khi đi con phải nghe và tuyệt đối tuân theo lời bác bày dặn dò bây giờ lo chuẩn bị được rồi lim và tôi mỗi đứa được giao một cái giỏ mây làm gùi mang giỏ đan thật khéo phần tiếp với lưng vai bằng và có lớp đệm nên lưng được êm chịu nổi những chuyến đi xa lim đem cây phạng ra mài cho bén tôi xin bác bảy được sử dụng chiếc nỏ bác gật đầu chấp thuận người đi rừng xa luôn mang theo dựa rìu phạng để phòng thú dữ không biết đường xa bao nhiêu mà hỏi thì bác và bố cũng như lim đều trả lời xa lắm dù xa và khó như thế nào tôi cũng tin mình có thể theo kịp đại ngàn thâm u và bí hiểm luôn hấp dẫn con người bấy lâu nay lại càng cuốn hút những ai giàu trí tưởng tượng như tôi đêm đó bác bảy và bố chuẩn bị thức ăn đồ dùng đem theo tất cả đều gói ghém ràng dịt và gùi cẩn thận để sớm mai xuất phát trước khi ngủ để mai dậy sớm bác bảy gọi tôi lại dặn dò cháu ạ à, bác với anh sáu bao năm nay kết làm bạn coi nhau như anh em một nhà bác xem cháu y con bác ngày mai cháu theo bác vào trốn rừng sâu đó là điều thích thú hấp dẫn đối với cháu Vì tuổi trẻ mong tìm đến những nơi lạ lẫm Mạo hiểm và trốn thâm sơn để được thấy, được nghe Công việc của chúng ta rất gian khổ Ông bà ta thường nói Ăn của rừng rưng rưng nước mắt Rừng sâu rất bao dung, hào phóng Nhưng cũng rất nghiệt ngã Đi rừng có thể bị hiểm nguy Vì thu giữ và vô số những rủi ro khác Bao đời nay con người luôn đến với rừng để khám phá Chinh phục, nhưng cho đến nay chưa ai dám vỗ ngực tự dưng mình hiểu hết về rừng và giải thích được những điều bí ẩn. Đến bác đây, bác cũng không hiểu vì sao khi vô rừng phải tuân theo những quy ước ngầm và tuyệt đối tôn trọng những điều cấm kỵ. Bác Bảy nghiêm nét mặt lại, làm tôi cảm thấy sởn gai ốc. Có lẽ bác sắp nói những điều hệ trọng. Thứ nhất vô rừng, cháu thấy thứ gì lạ mắt lạ tai, đều không được hỏi ngay. Thứ hai cháu phải nhất cử nhất động, tuân theo mệnh lệnh của người dẫn đường là bác. Thứ ba, điều này cháu phải nhớ kỹ. Nếu có một vật gì đeo bám lên chân, lên mình cháu, cháu chỉ việc lặng lẽ dùng nước tiểu của mình vẫy lên. Vật đó sẽ tự động rớt ra, không để lại hậu quả. Chẳng may trong lúc đi đứng, trên người bị một vết thương đứt, chảy chuộa do va quẹt hay bất cứ lý do gì. Nếu vết thương bên phải người, thì dùng tay trái bứt ngay một nắm lá cạnh đó, bỏ vào miệng nhai đắp ngay vào và ngược lại đó là cách chữa trị hay nhất thứ tư không được vô cơ tấn công thú rừng nếu nó không có biểu hiện đe dọa dạ mình trừ trường hợp theo lệnh bác trên đây bác chỉ dặn những điều sơ khởi cho chuyến đi rừng ngày mai với những công việc khác thì sẽ có những quy định khác bây giờ chưa cần thiết phải dặn nhiều sợ cháu quên bác bảy nhắc lại nhiều lần cho tôi nhớ và tôi hứa với bác sẽ thực hiện tốt Bác ra đầu tôi vẻ hài lòng Sớm tinh mơ bác bảy hạ lệnh lên đường Bốn chúng tôi lặng lẽ rời khỏi nhà Men theo con đường dẫn đến một dốc cao hướng về phía Tây Đã vào mùa gió Tây Khí hậu khô nóng nên sương sớm mau tan Phút chốc rừng cây hiện ra ngút ngàn Bình minh hát trèo xuống thung lũng Tạo thành một vùng sáng rực rỡ Màu cây xanh non ánh lên trong nắng mai lung linh Đó đây tiếng gà rừng gáy vang hòa cùng tiếng chim rộn ràng, cho ta cảm giác sức sống đang bừng lên diệu kỳ. Ba bên bốn bề rừng tiếp rừng ngọn nọ ngọn kia không dứt, đoàn người lầm lũi bước. Thỉnh thoảng có những tiếng hú xa xa. Lim nói đó là tín hiệu báo cho biết, có những toán người cũng đang trên đường Tây Tiến đến rừng ươi. Lim giải thích. Tới mùa ươi, mỗi người đều có một địa điểm lượm hạt của mình, chẳng nhóm nào biết của nhóm nào, đường đi cũng có thể khác. Đường đi mỗi lúc càng vất vả Phải vượt qua những ngọn đèo cao vút Bao sức lực dồn hết xuống đôi chân Những cơ bắp chỉ biết dườn lên Bằng năm bảy lần sức bình thường Mới có thể nhấc tấm thân đi lên lên mãi Mà đường lên đèo Phải chi rộng thoáng Chỉ vừa người đi Dây leo có chỗ răng mắc um tùm Phải dùng dựa phát dọn để có chỗ rút qua Ai nấy đều thở dốc Đã thế cái không gian như bó hẹp lại Bởi cây rừng dày đặc dây lá um tùm, làm ta cảm giác như không có không khí để thở. Nhiều lúc tôi cứ mong đến một chỗ trống, để tìm chút khí trời may ra đỡ mệt bớt chăng. Thật ra khi lá phổi người làm việc gấp ba bốn lần bình thường, con người cảm thấy hết thôi, nên ảo tưởng vậy, chứ không khí đâu phải chỗ nào ít nhiều. Rồi phải leo lên những tảng đá có độ nghiêng mà ở dưới xuôi, tưởng chừng như không ai có thể lên nổi. Bố tôi khuyến khích. Cố gắng lên con, một lát nữa thôi đến chỗ nghỉ rồi đèo cao lên được đèo mừng tưởng rằng xuống đèo sẽ dễ chịu hơn nào ngờ khi xuống đèo càng khổ hơn lúc lên đèo cơ thể cứ muốn lao xuống nên đôi chân phải giữ lại có lúc tôi tưởng như hai đầu gối long ra đau nhức vô cùng may mắn sao khi tôi gần như không còn sức để bước tiếp thì cũng vừa đến chỗ nghỉ đó là dưới mấy gốc cây um tùm cạnh dòng suối trong vắt nhiều tảng đá to bằng phẳng ngâm mình dưới suối, chỉ nổi lên bề mặt đủ để năm sáu con người ngồi tắm giặt, nghỉ ngơi. Bác Bảy cởi áo nhảy xuống suối trước. "Chúng tôi làm theo ngay." Lòng suối cạn, nước chỉ tới ngực. Đáy suối trải đá trắng phau. Nước mát lạnh làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Bao mệt mỏi sau chặng đường dài vất vả dần dần tan biến. Bữa ăn trưa gồm cơm nếp nấu đem theo ăn với thịt heo rừng kho mặn những năng lượng tiêu hao trong quá trình vượt suối băng rừng đòi hỏi phải được bù đắp nên có lẽ chưa có bữa ăn nào ngon bằng bữa ăn bên dòng suối mát dựa trốn rừng sâu hoang dã này sắp được đến vùng đất lạ rừng ươi huyền thoại mà đã nhiều lần tôi được nghe bố kể khi còn ở dưới xuôi đã tạo trong tôi sự phấn khích kỳ diệu đến nỗi tôi như quên mất bao nhọc nhằn đã qua sức lực trở lại rồi sao? cơm nước xong bác bảy cho nghỉ một lát trước khi đi tiếp Mọi người tựa mình trên tảng đá thiêu thiêu ngủ Bác bảy vẫn thức Bác ngồi trên tảng đá cao Giết thuốc liên tục Đôi mắt sáng quắc Đảo qua đảo lại hai bên bìa rừng Tôi cũng chở mắt từ lúc nào Bỗng tôi giật mình choàng tình Có tiếng động ào ào Ở khu rừng bên kia con suối Hình như một cơn gió Làm cho những ngọn cây chuyển động Vẫn không thấy gió Những ngọn cây chuyển động ào ào Về phía con suối ầm um nước suối văng tung tóe. Tôi chỉ kịp thấy một con rắn to như bắp vế, dài ngoằn từ trên ngọn cây cao lao xuống suối. Tôi chưa hết kinh ngạc, bác bảy đường phía sau từ bao giờ. Bác vụ vai tôi tươi cười. Còn chăn gió đi cháu ạ. À. Chuẩn bị đi tiếp, bác bảy đưa cho mỗi người một thanh tre lồ ô sắc nhọn. Bác bảo cột vào gùi giỏ, đưa mũi nhọn lên trên. Khi mang giỏ vào vai, mũi nhọn nhô khỏi đầu khoảng hai tấc. Tôi định hỏi để làm gì vậy Nhưng sực nhớ tới lời dặn của bác nên im lặng Bây giờ chỉ thấy toàn những cây cao Thân to năm bảy người ôm không hết Cảnh nhánh vươn lên cao Đan vào nhau Che kín hết ánh sáng mặt trời Chúng tôi đi trong vùng sáng âm u Xác lá mục ẩm ướt bốc mùi ngai ngái Đường đi men theo những tảng đá cao Một lúc lại gặp suối Một con gì mình rắn mà dẹp Vằn vệ trên thân dài khoảng vài mét Đầu thì không giống rắn Tựa như đầu con bọ ngựa nhưng to bằng bắp tay Con vật cứ bỏ theo chúng tôi Thỉnh thoảng nó dựng mình lên ngóc đầu ngốc ngoắc nhìn Tôi dương nỏ sẵn sàng nhả tên nếu có động thủ Nhưng vậy không có nghĩa là vẫn giữ được bình tĩnh Mọi hoạt động của con vật và tư thế đối phó của tôi Không qua được con mắt theo dõi của bác bầy Bác vỗ tay phát mật hiệu đi nhanh Mọi người đi như chạy một lúc lâu không thấy con vật kỳ quái đó bỏ theo chúng tôi nữa. Lim trổ tài thiện xạ, đêm ở rừng gặp cọp. Càng đi càng lạc vào thế giới nửa tối nửa sáng, có lúc tưởng như trời sắp tối. Nhưng giữa cái âm u ấy, trở thấy le lói phía trước những đốm sáng. Dần dần những đốm sáng ấy lớn dần, rộng ra, trời lại sáng hơn. Thì ra chúng tôi sắp đến khoảng khe suối rộng thưa vắng những cây đại ngàn Chúng tôi đi dọc theo triển suối Hai bên bờ toàn là chuối Những rừng chuối liên tiếp nhau Hoa chuối đỏ tươi rực cả rừng chiều Một lúc gặp những thân chuối đổ ngã Lá thân bị đứt nát bầm dập Có những dấu chân to như gốc cột nhà quần xéo Bố tôi mặt biến sắc Bác Bảy nói nhỏ gì đó với bố tôi về khẩn trương Lúc này bác Bảy dẫn đường Bố tôi đi hậu Bác bảy cắt rừng mở một lối đi khác Một lúc lâu rừng chuối đã ở lại phía sau lưng Lim dỉ tai Xuyên nữa bọn mình gặp voi rồi Voi vừa ăn chuối xong Dầu chân còn ấm đất Chắc đàn voi lần quần gần đây thôi Trời sắp tối Có tiếng hú vang dài nơi xa xa Một lát tiếng hú rất gần Hình như trên những ngọn cây cao Ở khu rừng bên bác bầy phát lệnh đi nhanh tiếng hú lại lành lót ngay trên đầu âm thanh vàng vọng càng làm tăng vẻ thê lương của rừng chiều lim bỗng đi sát lại gần tôi hỏi thấy gì không đâu lim chỉ lên những cành cây chơ vơ trên một cây cổ thụ cao có những hình nhân ngồi vắt vào trên cành cây khẳng khiu chỉ khác là có cái đuôi dài cuốn quanh một nhánh nhỏ hai chi trước vịn lấy cành cây như tay người lim bảo vượn đấy Thảo nào người ta bảo vượn hú Bây giờ mới thấy Bác bảy vào bố chọn một vòng cây đại thụ Gồm 4 năm cây giữa chừng đồi Làm nơi trú đêm Những thân cây to Gốc chia ra nhiều khía giống như cạnh khế Dễ cây to như bắp tay Từ cành buông xuống lòng thòng Hình như nơi đây đã nhiều lần Có người trú qua đêm Nên dưới gốc có tàn than cho Ở một gốc to cạnh khía không thẳng đứng Mà thoai thoải kéo dài ra cả 5-7 mét người ta dùng dựa bập vào lưng khía, làm thành những bậc như bậc tam cấp. Cạnh đó có một rễ cây từ trên cành thả xuống dài theo. Cứ bước theo tam cấp, viện dây leo trèo lên cao mãi đến một trạc ba. Lim lên trước, nó vậy tôi lên theo. Chỗ trạc ba đã có sẵn một miếng xà bằng cây vừa đủ chỗ cho khoảng 5-6 người nằm. Bác Bảy và bố nãy giờ ngồi xuống suối giờ lại xuất hiện. Mỗi người ôm một bó cây và dây mây. Hai ông thân thoát leo lên, phút chốc cái sạp được nới rộng da cố vững chắc có hàng lan can dày rào quanh vừa an toàn vừa đề phòng thù giữ lên tấn công không ngờ bác và bố làm nhanh đến thế hàng trăm chuyến đi rừng đã luyện cho họ tình nhanh nhẹn tháo vát trong lúc đó tôi và lim đã lượm được một đống củi khô tất cả đồ đạc được đưa lên trời. mấy chiếc gùi giỏ móc vào các nhánh cây dao dựa phạng nỏ thì cầm theo bên mình Bố tôi nhóm lửa than cây nổ lách tách Bác bảy lấy gạo nấu cơm Có tiếng gà rừng gáy ở những bụi cây ven suối Nhiều tiếng cục tác cục ta tá ngay sát cạnh Hình như cả đàn gà rừng xuống suối uống nước Trước khi về nghỉ đêm trên những nhánh cây cao Lim nói với bác bảy Cha cho con với đáo ra suối kiếm cái gì? Bác bảy hỏi Cái gì? Lim ra hiệu bằng tay Bác bảy thoáng nhíu mày rồi ừ Lim lấy cây nỏ trên tay tôi Rồi bảo tôi cùng ra suối Lim khom người xuống Hai chân bước nhẹ nhàng Mắt mở to đam đam nhìn phía trước Tôi giòn rèn theo sau Tôi nghĩ chắc Lim đi kiếm con gà rừng Về làm bữa tối Nhưng khi nãy nó không nói thẳng ra Vì theo chỗ tôi biết Ở rừng đi săn không được nói trước Còn đang miên man suy nghĩ Tôi bỗng nghe tạch một tiếng nhỏ có tiếng quang quác Phành phạch dưới bụi cây phía trước Tôi bươn tới Lim càng lẹ hơn tôi Trên tay nó đã cầm con gà trống rừng to tổ bố Cánh và đầu quạc xuống Máu rỉ ra ướt đỏ cả ngực Thì ra đi chưa đến suối Con gà trống vô phúc này Đang mải mê gọi mái dưới bụi sim Thì bị ngay mũi tên thiện xạ dạ của nó Xuyên qua tim Bố tôi vặt lông Mổ lấy hết lòng ruột ra Con gà béo căng, tròn quay Bác bảy kiếm đâu được một nắm đọt lá chanh rừng Bác tẩm con gà với những gia vị đem theo Bác cho lá chanh bàm nhỏ vào đầy bụng gà Và xiên con gà qua cành cây nhỏ bót nhọn Đồng than hừng hực Con gà quay trên lửa vàng hườm Mỡ dỉ ra nhỏ xuống than xèo xèo Bốc mùi thơm ngát Rừng chiều sương bắt đầu xuống lạnh Bụng đói cồn cào Bồn chúng tôi rơi hết nồi cơm với con gà quay ngon lành Lim cứ lai dai nhấm nháp Bác bảy dục ăn nhanh dọn dẹp rồi tất cả rút lên tròi ở đây chứ phải nhà đâu mà thư thả lim đứng dậy vứt vội mấy chỗ ăn thừa tôi dạn chén bát bố bỏ thêm củi vào đống lửa rồi chúng tôi leo lên cây cái trò nhỏ bé thế mà xem ra tiện nghi bố và bác bảy cắm thêm nhiều thanh tre nhọn chĩa xuống quanh thân cây bây giờ mới nghe gió thổi gió gào từng đợt trên những ngọn cây cao rừng cây miên man xào sạc như một điệu nhạc trầm vũ về vuốt ve những tâm hồn lâng lâng bởi sự thư giãn của những cơ bắp qua một ngày vận động lội suối trèo đèo vô cùng mỏi mệt tôi đi vào giấc ngủ say bỗng nhiên tôi và lim bị đánh thức dậy trời tối đen như mực sương xuống đậm ướt vòm lá tre không gian yên ắng đến kỳ lạ bỗng nhiên ở phía dưới có tiếng kêu bép 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 im lặng một lúc lại tiếp tục Uam, uam Bác Bảy nói nhỏ Cọp đấy Lát nữa cọp sẽ đến đây Tất cả chuẩn bị ứng phó Ai cũng nhanh lẹ cầm lấy khí giới của mình Bác Bảy và bố trầm tĩnh lấy thuốc ra hút Mỗi khi đám thuốc rít tỏ lên soi rõ khuôn mặt họ lầm lì Như đang toàn tính cái gì đó Không biết cọp đến dưới gốc cây một lát rồi đi Hay cọp sẽ trèo lên cây tấn công mình Tôi miền man suy nghĩ nhưng bốn con người mình đều có khí giới và đang ở vị trí trên cao có tròi phòng thủ trong khi đó nếu leo bám trên thân cây cọp sẽ mất những ưu thế như đang trên mặt đất rồi lại nghĩ mình quá tưởng tượng nghe bố kể lại cọp cũng ít khi tấn công người trừ trường hợp cọp quá đói nhiều lần người gặp cọp giữa rừng cọp cũng thản nhiên coi như không thấy để người tự do đi nhưng biết đâu bây giờ tình hình đã khác Chiều qua nghe Lim nói đã tới sát rừng ươi rồi. Ở đây nổi tiếng có rất nhiều cọp, mà là cọp dữ. Hèn gì bác bảy lo xa. Lim cho biết, vừa rồi bác cho cắm trên gùi giỏ một cây nhọn là để phòng cọp vồ. Thông thường cọp vồ người thì rình dập bất thần phóng lên chụp từ trên xuống. Có thanh nhọn chỉ ấn lên, cọp thấy nản mà không dám vồ. Tôi chợt nhớ đến loại vũ khí mới lạ tôi đang đem theo Số là hôm nghe câu chuyện Lim kể về chú hai dầu rái Tôi đặc biệt quan tâm đến loại dầu rái này Đó là một loại dầu lấy ra từ cây dầu rái trên rừng Dầu ở dưới dạng chất dẻo Giống như kẹo mạch nha Nó không thấm nước Nó được dùng để chát lên thuyền nan hay thúng mùng Khi khô dầu rái kết hợp với cốt tre bên trong Làm cho vật dụng trở thành đồ ngăn nước rất bền Một tính năng khác của dầu rái là bốc cháy ghê gớm Bố tôi kể thời xa xưa ở những miền đông thôn xa xôi hẻo lánh hay sơn cướp Thường có loạn là cướp bóc Ban đêm bọn cướp hay vào nhà các phú hộ đập phá Cướp đi tất cả những tài sản Nào những tủ bàn, giường trống nồi niêu, giang trào, gạo lúa Để thấy đường mà hành động Chúng đốt lên một hoặc hai cây đỉnh liệu Có sức sáng tỏa rõ như ban ngày Cây đỉnh liệu được làm bằng dầu rái Gồm một cục to bằng cái thúng Trong đó là dầu rái trộn với rẻ sách một cây tre tươi cắm vào cục dầu với rẻ đó làm cán khi đốt lên đình liệu phát cháy ào ào không gió nào thổi tát được và tỏa sáng một khoảng rộng để nỗi con kiến bỏ dưới đất cũng thấy được nhờ nguồn sáng này mà bọn cướp thấy rõ tài sản để cướp bóc tập trung lại di chuyển đi hôm ở nhà bác bầy, tôi thấy có cả thùng dầu rái để sau nhà bỗng nhiên tôi có ý nghĩ dùng dầu rái tẩm vào đầu tên nỏ mồi lửa bắn đi những tên lửa này ắt có sức đe dọa ghê gớm đối với thú dữ. Tôi đem ý nghĩ này nói với Lim. Nó mừng rỡ nhất trí. Thế là hai đứa mày mò đem rẻ tầm dầu rái cuốn vào đầu mũi tên. Bắn thử mấy lần đều thất bại. Vì khi bắn tên đi nhanh quá lửa tắt biến. Lim nản trí. Tôi kiên nhẫn làm tiếp. Tôi vót tên to và dài hơn. Bành lái lớn hơn. Và một phần ba đầu tên cuốn nhiều rẻ với dầu rái vào. Khi đốt đầu tên cháy bùng một lúc mới bắn đi Tên lửa lao đi thành về lửa dài thật đẹp Nhưng được nửa đường thì tắt Phải có chất gì ra thêm làm tăng độ cháy Lim đem ra cho tôi xem một hũ dầu thông Nó nói loại này bốc lửa còn mạnh hơn dầu rái Thế là được pha trộn vào Kết quả mỹ mãn Mấy đêm liền tôi về Lim lẻn ra sau nhà Phòng những mũi lửa ra suối Tên vạch màn đêm bằng những đường đỏ rực khiến bảy đám đám hoảng loạn bay giạt đi chỗ khác. Lim với tôi nhìn nhau hân hoan trước trò chơi mới lạ và cùng nghĩ khi nào đi rừng sẽ đem theo phòng khi cần sử dụng. Đêm nay trong giây phút chờ cọp đến, tôi nhớ đến 30 mũi tên dầu rái đem theo. Chắc Lim cũng vậy nên nó bấm nhẹ tôi. Ê, cái đó nhớ nghe mày, nếu cần chơi luôn. Bác có đồng ý không? Tôi hỏi, nó trả lời nhát gừng Ờ, ừ, ờ, ừ, để xem sao Tiếng bép bép nghe gần hơn Mỗi lần bố cho biết Ban đêm cọp đi rình mồi ở trong rừng Có một loài chim đi theo Nó hoặc là nhảy theo Hoặc là đậu trên lưng cọp Loài chim này chuyên sống nhờ miệng cọp Hễ cọp ngủ thì há miệng ra Chim nhảy vào lôi những miếng thịt Mà cọp ăn mồi còn mắc trong kẽ răng ra sơi Cọp đã ngứa Nên kết làm bạn với chim Nên cọp đi đâu thì chim theo đó Tiếng bép bép là của chim chứ không phải của cọp. Và hiện nơi nào nghe tiếng chim ấy kêu, thì chắc chắn nơi đó có cọp. Quả đúng như dự đoán, tiếng bép bép ở ngay gần dưới gốc cây. Tôi nín thở hồi hộp theo dõi. Trời tối đen như mực, sương xuống nhiều đống lửa đã tắt ngấm từ bao giờ. Bỗng bác bẩy bấm tay tôi và lim chỉ xuống dưới gốc cây. Cách đó một khoảng có cái gì giống như hai cục than đỏ rực, quay qua quay lại. Mỗi cục than to gần bằng cái chén Hai cục than bỗng di chuyển lại gần gốc cây Một lát nó biến mất rồi lại hiện ra Bác Bảy nói nhỏ Hai con mắt cọp đó Tôi chợt điếng hồn Khi hai cục lửa đó nhìn lên trên trời Bố tôi nắm chắc cái dựa Bác Bảy chỉ mũi phạng về hướng cọp lăm lăm chờ đợi Tôi và Lim nấp sau lưng bố và bác Nhưng cuối cùng khi lấy lại bình tĩnh Tôi cũng tìm được cho mình một vị trí chiến đấu nó là một khoảng trống bên hông tròi Vừa đủ để các nỏ chạy xuống gốc cây Địa điểm này rất thuận lợi Tại đây tầm bắn sẽ khống chế một vùng rộng quanh gốc cây Nếu cọp liều lĩnh trèo lên cây thì từ lỗ châu mai này Nhưng mũi tên sẽ vả vào, vào mặt cọp một cách trực diện nhất Lim cũng tìm được một vị trí phóng lao Ngoài cây phạng giống bác bảy nhưng nhỏ hơn Nó còn đem theo ba ngọn lao bằng gỗ môn Đầu gắn lưỡi nhọn trông rất lợi hại Bốn chúng tôi nín lặng chờ đợi Hai cuộc lửa than cứ đăm đăm nhìn lên Bác Bảy nói nhỏ Không biết chừng cọp ngồi ngó lên chơi một lát rồi bỏ đi Bố tôi tiếp Mong ông đi cho rồi Có lúc tôi cũng nghĩ như bố Nhưng một lát không hiểu vì sao trong tôi có sự hưng phấn kỳ lạ Tôi thích sự việc không kết thúc đơn giản Mà phải có cái gì đó náo động lên Phải có sự giằng coi tranh chấp Nhưng rồi vẫn yên lặng Thời gian kéo dài đến khó chịu Bỗng nhiên bốn chúng tôi dần nảy mình Rừng đêm yên tĩnh như bị xé ra Bởi tiếng gầm khủng khiếp Gần như sát dưới sau lưng chúng tôi Bố tôi kêu nhỏ Tôi chết rồi Chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn xuống Không chỉ hai mà tới bốn cục lửa Đang chiếu lên trời Rõ ràng thêm hai con cọp nữa Đang đến dưới gốc cây Bố hỏi bác bảy, Làm sao bây giờ anh trời tối như mực, ba con cọp cứ quẩn qua quẩn lại dưới gốc cây. Một lúc lâu, một con định trèo lên bởi hai cục lửa men dần lên, nhưng rồi lại xuống. Bố tôi bảo, anh bảy, hay là mình đập hụi cho mấy ổng đi? Bác bảy vẫn yên lặng, một lát nói. Cũng phải vậy thôi, nếu không có vẫn ở đây cho đến sáng. Không chừng ngày mai có vẫn theo ta, thì làm sao đi lượm hạt ươi? Nói xong bác hạ lệnh, Bây giờ tất cả cùng la to lên Cọp hổn, hụi hụi Và đập vào sạp vào những thanh gióng làm tròi ở Uy hiếp tinh thần cọp Bác bảy hét lên Cọp hổn, hụi hụi Bố tôi và Lim cùng la lên loạn xạ Đồng thời dùng các loại cây Dựa, dao Đập vào các thanh tre gỗ trên tròi Từ cái tròi cao yên ắng Núp mình trên cây cao Bỗng phát ra những âm thanh dữ dội Không biết hiệu quả thế nào Tôi là người dừng tay trước để quan sát xuống dưới Mấy cuộc lửa tản ra xa Bác bảy rồi bố tôi Lìm cũng dừng tay lại Tất cả đều nhìn xuống và cùng thở phào Cọp đã đi chỗ khác Chưa kịp vui mừng Trong lúc bác bảy với bố dọn dẹp tạm đồ đạc ngổn ngang trên trời Thì Lìm miệng ủ ớ chỉ tay xuống dưới Cha Cha Nhìn kìa Không phải ba Mà tới bốn đôi mắt cọp đang trâu quanh gốc cây nhìn lên trời chúng tôi. Bác bảy về bố im lặng giết thuốc liên tục. Ánh lửa lé lên soi rõ hai khuôn mặt khẩn trương lo lắng. Giết vội điếu thuốc rồi rụi tàn vào cái phạng. Bác bảy nói nhỏ gì đó với bố tôi. Hai ông lấy dựa chặt thanh gióng làm rào ngăn quanh trời thành nhiều đoạn trẻ nhỏ ra. Bố tôi đột ngột hỏi bác bảy. Để chỗ nào đốt đi anh? Không khéo cháy trời Bác bảy loay quay tìm chỗ đốt lửa. À ra vậy, chắc bác bảy với bố tôi định dùng than lửa ném xuống đuổi cọp đi bố tôi có lần kể một lần bố và bác bảy đi đổi hàng ở nhà bạn hàng nhân hôm ấy nhà đó có đám rỗ hai ông mải thủ tạc đến tối lúc nào chẳng hay tối hôm đó lại có hẹn ở nhà đường về phải qua ba khe suối khe giữa có con cọp trắng đêm nào cũng ngồi ngay dốc đi qua bác bảy và bố chưa biết tính sao cuối cùng bác bảy làm bồn bò đuốc bằng củi mua và sậy củi sậy bắt lửa cháy nổ lốp đốp. Thần mùa để lại than đỏ rực. Hai ông với bốn bó lửa cháy rừng rực, đĩnh đạc tiến qua khe. Cọp chẳng thấy lửa hoảng sợ, xếp gió bỏ chạy mất. Lần này chắc bác bầy bùn cũ soạn lại, định dùng lửa đuổi cọp. Trên trải cao gió thổi vù vù. Mấy lần bố tôi nhen lửa đều bị tắt. Tôi dì tai lim. Còi bộ tên dầu rái của mình chơi ngon hơn, mày nói với bác cho tao phóng năm bảy mũi mấy ổng khiếp đảm chạy bay cần gì nhanh lửa đốt củi mất công lim hưởng ứng ừ tưởng cha có món gì khác để tao nói lim nói nhỏ với bác bảy cha ơi nếu muốn làm cho mấy ổng kinh hồn tản đi chỗ khác và ngày mai không theo mình còn có cách cách gì bác bảy nhíu mày hỏi đáo có tên lửa ghê lắm bố ạ à? thật không? Bà quay hỏi tôi. Tao chưa thấy bao giờ. Tôi thừa. Còn có loại tên thật ra là tên tầm dầu rái. Khi đốt lửa bán đi trông dữ lắm. Nếu bác cho phép, con sẽ bán thử. Nhưng chưa dám chắc là làm cho mấy ông còm này sợ. Làm thử coi. Bác nói như ra lệnh. Tôi lấy trong gùi ra bó tên dầu rái tầm dầu thông. Tôi rút ra một mũi đưa cho bố mồi lửa. Lửa phát cháy sáng rực cả căn trời. Phía dưới bốn đôi mắt cọp vẫn quẩn quanh bên gốc Tôi rút năm sáu mũi đưa cho Lim mồi tiếp lửa Bằng động tác nhanh lẹ Tôi đặt một mũi tên đã cháy sáng rực lên nỏ Nhằm đôi mắt cọp gần nhất phóng một phát Mũi tên lửa đỏ rực xé bóng tối lao vút Tên đã nhanh mà cọp lại càng nhanh hơn Có tiếng gầm lên và một bóng trắng tung lên cao Mũi tên cắm phập xuống đất Cũng vừa lúc bóng trắng hạ xuống Ánh sáng từ mũi tên đỏ rực soi rõ đó là con cọp trắng Nhảy bổng lên cao để tránh một vật lao tới mình Là thế võ ruột của cọp Bố tôi thường bảo thế Bác bảy và bố lại đập cây la hét Sẵn đà liên tiếp cho tôi những mũi tên đã mồi lửa đỏ rực Tôi dường nọ bắn tiếp Mũi nọ nối mũi kia Vút, xòa, vút, xòa Những đường tên lửa chĩa ra như cánh quạt Xoay quanh gốc cây tạo nên một vòng tròn lửa chùm lên bốn con cọp. Một con bị một tên lửa dính lưng, mang cả mũi tên lửa giống lên phóng ra rừng. Mấy con khác khiếp hãi cuống cuồng mỗi con một ngà. Được thế, bác bảy bố tôi cầm phạng, dựa, thanh tre gõ vào nhau hò hét, trèo xuống tròi thị uy. Tôi với Lim cầm nỏ và tên theo sau. Tên dầu rái cháy rất đượm. Những mũi tên đã bắn ghim quanh gốc cây còn đang cháy. Tôi rút lên bắn tiếp ra chung quanh lửa bay vù vù trong thật ngoạn mục bác bảy gật gù hai thằng nhỏ làm bậy vậy mà coi được phe này mấy ông kinh hãi mà chạy xa ngày mai ta yên tâm lượm hạt ươi chúng tôi lên lại tròi nằm ngả lưng chút xíu thì trời sắp sáng một đêm ở rừng sâu đã đi qua một đêm căng thẳng thần kinh nhưng cũng được nhiều phút giây hào hứng trời đã sáng gió rừng thổi mạnh sương tan nhanh cơm nước xong bác bảy bảo chỉ còn một chặng đường ngắn là men theo con suối trước mặt, vòng qua phía sau dãy núi bên tay phải, sẽ đến vùng lượm hạt ươi. Bây giờ tất cả đồ đạc để đây. Mỗi người chỉ được vận quần đùi, mang gùi giỏ và dao mắc nỏ cầm tay. Chúng tôi giam giáp thực hiện, rồi tất cả xuất phát. Chẳng mấy chốc đã vòng qua bên kia ngọn núi. Trước mặt chúng tôi là một thung lũng rộng. Xa xa bên kia thung lũng là rừng ngút ngàn. Lội rừng mấy ngày chỉ ở trong bóng tối âm u giờ mới được thấy một khoảng không gian rộng ánh sáng chan hòa gió vẫn thổi vù vù trên cao xa xa trên khu rừng bên kia thung lũng từng đám li ti những chấm nhỏ bay cao như mây nhiều đám li ti bay qua đầu chúng tôi thì ra đó là hàng tỷ những chiếc lá rừng lìa cảnh theo gió nhiều chiếc loan xoan hạ cánh trước mặt chúng tôi bác bảy và bố chạy tới chạy lui hết nhìn trời lại nhìn đất bác bảy thoăn thoát leo lên một cây cao chăm chú quan sát khu rừng bên kia thung lũng. Chợt bác leo xuống rồi chạy sâu vào trong thung lũng. Một lúc lâu bác tất tả chạy ra. Bác nói trong nét mặt buồn sầu. Vụ ươi này ta đi sớm quá, ươi chưa dụng. Mặc dầu gió tây thổi mạnh thế. Xem kìa. Bác chỉ lên những dãy núi bên kia thung lũng, bạt ngàn toàn những đại thụ cao vút, vươn những cành lá đón gió tận trời cao. Một hạt ươi trong đài lá bay lạc loài Rớt xuống cạnh chúng tôi Bác bẩy nhặt lên xem Bác giảng dài Đây là hạt ươi Nó giống như trái táo tàu trong thang thuốc bác Nhưng to hơn nhiều Đi lấy hạt ươi không phải trèo lên cây hái Mà chỉ lượm dưới đất Nhưng hạt ươi không rụng dưới gốc cây Bởi hạt ươi nằm trong cái đài Như chiếc lá cong vồng Khi ươi chín khô vào đúng mùa gió tây Gió sẽ giật đài bay tung lên cao đem theo hạt ươi lơ lửng cả mấy dặm. Do vậy ta ở đây quanh thung lũng này mà lượm hạt ở rừng ươi kia. Thì ra vậy, bây giờ tận mắt chứng kiến mới biết. Trước đây bố tôi thỉnh thoảng có đem về nhà, khi vải lon lúc cả bao hạt. Bố nói là hàng đổi với dân trên nguồn. Đem hạt ươi cắt hai đầu rồi ngâm nước rồi để nguội. Mấy phút sau hạt nở ra trắng mịn màng như bông gòn trong nước. Ăn giòn ngọt. Thêm đường vào ngon tuyệt. Khi ở dưới xuôi chỉ biết ăn hạt ươi thấy ngon Chứ chưa biết được cái khổ khi phải lặn lội trên rừng Thậm chí phải đối mặt với cọp như đêm qua Để lấy được hạt ươi của người dân nơi đây Bố nói Thôi đi về Y ra khoảng 10 ngày nữa ươi mới dụng Chúng tôi ai nấy mặt buồn thiêu Thế là mất tòi công mấy ngày lặn lội đi về đường rừng khổ cực Bác Bảy nói Ươi năm nay đến muộn Mọi năm ngày này ươi đã dụng đầy thung lũng Ta chỉ việc đến nhà đầy giỏ mang về Rồi quá Thôi để kiếm món gì gỡ lỗ Dọc đường về đi qua những bụi cây um tùm Bác bảy lại nói Bây giờ ta vào lượm hạt gắm Quả gắm chín đỏ Quả vào hai ăn bỏ hụt lại dưới gốc Ta chỉ vào hốt thôi Nhưng trước khi vào phải làm như thế này đã Bác bảo mọi người lượm đá Với những cục đá vừa tay nắm Rồi hẻ nhau nhắm giữa bụi gắm mà liệng miệng la hụi 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 một lát không thấy động tĩnh gì bác bảy dẫn đầu chúng tôi len lỏi vào giữa bụi gắm tìm hột bác bảy xác nhận là hột gắm từ miệng còm nhà ra vì nó bốc mùi thối dù còn tươi hốt được bao nhiêu chúng tôi đem ra suối rửa sạch cuối cùng thì ai nấy cũng đầy giỏ. tôi chưa ăn hột gắm bao giờ nhưng lim bảo ngon lắm bằng cách nấu với đồ gia vị thế nào đó mà họ có được món ăn ngon vào bổ thiên nhiên ở đây thật hào phóng với con người về ở nhà bác bảy được ba hôm nữa bố tôi đã đuổi hết hàng chuẩn bị về xuôi bố đóng hàng vào gùi thật gọn gàng tỉ mỉ bác bảy gửi biểu trai mật ong lim tặng tôi chiếc nỏ một sớm tình mơ hai bố con tôi rời nhà bác bảy trở về xuôi hai cha con bác bảy lưu luyến tiễn ra tận bìa rừng lim nắm tay tôi căn dặn về xuôi bán hàng rồi nhanh chóng lên lại cho kịp mùa săn nai. Chuyến đi rừng lần hai, theo dân làng đuổi hổ lấy heo rừng. Gần một tuần lễ hai bố con tôi bán hàng ở các chợ miền xuôi. Những mặt hàng quý hiếm bố tôi đem đến những cửa hiệu thuốc bắc, bán cho mấy thầy làng. Bố tôi đi hàng lâu năm có uy tín, nên đến là họ mua ngay, không nghi ngờ hàng giả. Về nhà nghỉ được ba hôm, Bố con tôi khan gói xuống vùng kỳ hải, kỳ hà, đóng hàng biển để lên nguồn trở lại. Bố tôi mua nhiều nhất là các loại tôm hùm, cá, ruốc khô. Đây là hàng khô nhẹ, mang được nhiều mà đồng bào miền núi rất ưa thích. Mất hai ngày mua hàng đóng gói rồi lên lại rừng. Chắc mầm sẽ lên lại nhà bác bầy gặp lại Lim. Nào ngờ bố tôi nói. Chuyến này ta không đi Đại Sơn mà đi ngã Phú Thượng. Thật là tiếc, Bỏ mất một cơ hội đi săn này Đường lên phú thượng dài rậm rạc May mà đường dễ đi Không phải vượt qua địa hình hiểm trở Đèo cao vực sâu như ngã đại sơn Đường đất xoài vòng vèo Qua những đồi sim lúp xúp Qua hai ngày chúng tôi đến nơi Hai bố con ở nhà ông lụa Một ông già trên 70 Nhưng rất khỏe mạnh Cứng cỏi như cây rừng Ông là bạn hàng đầu mối vùng phú thượng này của bố tôi Xóm Phú Thượng chạy dài theo triền núi Trước mặt là sông Sau lưng đại ngàn trùng điệp Nghe bố kể xóm Phú Thượng này mới lập Vài năm trước đây chỉ là rừng hoang dã Ông lụa có 5 người con Gia đình ông ở Phú Hạ Cũng là miền núi cách đây nửa ngày đường về phía đông Ông lụa lên đây cùng với hai người con trai là bác cả lẫm Với chú Nam Hùng Để khai khẩn đất hoang và trồng trọt Vì là xóm mới Nên thú rừng ở đây nhiều vô số nào cọp, mang, nai, chăn, rắn, chó sói, cả sư tử và voi nữa. Đó là những gì tôi nghe bố kể về miền đất mới này. Đêm đầu tiên ở xóm rừng, đáng lẽ phải được ngủ một đêm no giấc để lấy lại sức sau hai ngày cõng hàng vượt đường dài mỏi mệt. Nào ngờ gần một đêm thức trắng, đúng là xóm mới. Không chỉ riêng nhà ông lụa mà tất cả cư dân xóm phú thượng đêm này phải lên trải cao chú ẩn dù sống giữa rừng nhưng nhà cửa ở đây thật tệ hại mỗi nhà là một túp lều thấp lè tài lợp tranh bên cạnh nhà lại có một tròi cao khá vững chãi trên tròi có lót sạp đủ để cho năm sáu người nằm đêm đầu tiên tôi ở đây cũng là đêm diễn ra cuộc quyết đấu một mất một còn giữa hai đối thủ sau này tôi mới được nghe kể tường tận về hai đối thủ đã làm nên đêm kinh thiên động địa một đối thủ được gọi là ông ba tên một con cọp chỉ có ba chân nổi tiếng dữ dằn đã từng ăn thịt hai người dân trong xóm bên kia là con heo một sở dĩ gọi heo một bởi vì nó là con heo rừng độc chiếc sống biệt lập không ở trong bầy đàn heo rừng heo một có khi lớn đến bốn năm tạ mõm dài nanh dài vài nhọn lòi ra ngoài cả tấc da heo một dày và cứng đến nỗi không có vật gì xuyên qua được bởi heo một có một thói quen chưa nắng hay cạ mình vào gốc cây dầu rái dầu chảy ra bám vào da heo heo lại ra bờ suối lăn mình trên cát sỏi cát sỏi bám vào dầu ngày qua tháng lại da heo dày lên cứng như sắt thế là heo một trở nên nổi tiếng nhờ có lớp da như tấm áo giáp bao bọc bảo vệ thân mình đối với cọp heo một xem ngang ngửa chẳng nề nang gì nhiều lần người ta đã thấy heo một rượt cọp chạy chối chết nhưng đối với ông ba thì kỳ phùng địch thủ Và trận quyết đấu dữ dằn đến nỗi Tất cả cư dân phú thượng đều phải lên chòi cao Để tránh tai bay vạ gió Có lẽ xóm mới này nhiều phen thù giữ hoành hành Nên nhà ai cũng cất nhà cao để phòng gặp biến Vừa ăn cơm tối xong Bỗng nghe một tiếng ép vang vọng Và một tiếng gừm khiếp đàm Ông lụa vỗ tay Gặp rồi tụi bay ơi Ông chưa dứt lời đã nghe tiếng gầm Tiếng giống thét đất đá bay rào rào, cây đổ ẩm ẩm, nghe gần lắm như sát bên cạnh nhà. Chú Nam Hùng la nhỏ. Ngày dậy khoai mỡ mình rồi, mật tài công sức. Ba cả lẫm hồ. Tất cả lên tròi. Chúng tôi khẩn trương lên hết tròi cao. Trên tròi có sạp che trải chiếu. Trung quanh là những hàng gióng cột mây vững chắc. Mái tròi lợp tranh rất kín đáo. Trên mái tròi để sẵn những cây, gậy, giáo mát, dựa. Đó là những vật dụng để người chú ẩn phòng thân khi bất chắc. Chẳng hạn như khi thú giữ làm đồ tròi hay leo lên tấn công. Từ chòi cao có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát ra chung quanh với một phạm vi rộng. Nhưng đêm đen đem lại cho ta cảm giác kín bưng. Tiếng gầm thét lại nổi lên ngay sát bên mé trái chòi chúng tôi. Tôi nghe rõ cả tiếng thở hồng hộc, tiếng cảnh cây gãy răng rắc. Ông lụa nói, Chắc chắn phải một mất một con Tôi hỏi Cỏ và heo một đầu với nhau thế nào hả ông? Ông lụa chỉ tay ra phía bìa rừng Giật tiệc đêm nay trăng lên muộn Nếu trăng lên sớm một tí Ta có thể lờ mờ nhìn thấy được Con heo một này to lắm Đầu và mõm của nó to và dài Bằng hai thùng gánh nước Cái mõm đó cứng như sắt Thọc sâu xuống đất Cải lên chốc gốc tất cả khoai sắn Cả những tảng đá to nó cũng lật lên dễ như bỡn Mấy năm nay rồi Nó ăn phá sạch bao nhiêu là khoai sắn Hoa màu của xóm này Dân ở đây cứ cầu mong ông bà có ngày sẽ gặp nó Tiếng hộc, tiếng gầm Tiếng thét lại trỗi lên rồn rập Ông lụa dừng lại nghe ngóng rồi nói tiếp Sức mạnh của nó ở đầu và hàm răng có hai răng nanh lợi hại Cái đầu nó tai một phát với sức mạnh khủng khiếp Cọp mà bị một cái tai của nó vào đầu có thể lăn quay mà rụp luôn. Già nó tẩm dầu rái với đá sỏi, vô hiệu hóa những móng vuốt sắc ngọt của cọp vồ lên. Nếu cọp bám được trên lưng, heo một sẽ phóng vút vào bụi cây, chui qua chỗ nào có cây ngả ngang. Cọp đang bám trên lưng heo sẽ lãnh một cú gạt ngang như trời giáng và té ngay xuống đất. Tức khắc heo một quay phát lại, hai cái răng nanh như hai lưỡi đọc dài thòng, không trừ khả năng sẽ bập sâu vào chỗ hiểm trên mình cọp, như hạ bộ, yết hầu, hoặc ở ngang hông. Cọp mà nhỏ yếu non tay, không đối phó kịp có thể về chầu ông tổ. Hoặc hôn hồn nhanh chân thoát ngay vào rừng càng sớm càng tốt. Tuy vậy với những con cọp đã có tiếng như ông ba này, thì tình thế sẽ khác. Cọp có thể võ truyền thống là nhảy vọt lên cao, để tránh đòn tấn công của heo. Khi vừa chạm đất, cọp sẽ tung mình lên vồ trên mình đối thủ. Những móng dài cong sắc nhọn của cọp, cọp sâu và da thịt con heo, giữ cho cọp nằm trên lưng heo. Nếu heo không phóng nhanh vào tìm cây ngả ngang để gạt cọp rớt xuống, thì cọp sẽ thò tay trước xuống yết hầu heo mà bứt cổ họng. Lúc đó heo chỉ biết giống lên một tiếng thê thảm mà chết. Nhưng tấm da lưng bụng của con một này cứng như đá, không biết móng ông ba có bấu vào được không? Ông lụa vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng đất đá rơi ảo ảo, tiếng gầm hộc, thở như sát bên cạnh nhà. Tất cả chúng tôi đều căng mắt nhìn ra bóng đêm, như muốn xuyên qua màn đen chứng kiến trận quyết đấu may quá trăng hạ tuần đã lên chút ánh sáng nhờ nhờ chạy lên rừng đêm đen đặc lát sau không gian sáng thêm ra chút nữa chúng tôi dán mắt xuống khoảng trống giữa hai gốc cây sát bìa rừng bác cả lẫm bảo đó là dợi khoai mỡ đã già khoảng mười hôm nữa thu hoạch mấy bác đã cất công đốn cây làm gióng rào chung quanh thật chắc chắn thêm mà không ngăn cản nổi con một táo tợn chợt bố tôi chỉ nhìn kia trong ánh sáng trăng nhàn nhạt chúng tôi thấy hai bóng đen quẩn nhau. Lúc thì chúng chập lại, lúc rời ra quay dọc, quay ngang lồng lộn. Bỗng một tiếng thét vang trời, làm chúng tôi muốn điếc cả tai. Âm thanh vang động cả núi rừng, tưởng chừng như ở nơi xa cả ngày đường cũng nghe được. Ông lụa la to. Thế là xong, còn một đi đời rồi. Tiếng thét báo hiệu cho cuộc quyết đấu một mất một còn đã kết thúc. Trả lại rừng đêm cái lặng yên man dại của nó một lúc sau chúng tôi nghe rõ tiếng cây lá lay động rào rào. Tiếng cảnh khô gãy răng rắc. Ông lụa bảo. Ông ba đã lôi con một vào rừng sâu nơi trú ẩn của ông. Chàng đã lên cao, tỏa ánh sáng xanh nhợt nhạt xuống rừng khuya yên ắng, đẫm đặc dương đêm, tạo nên một không gian huyền hoặc đầy bí hiểm. Bất giác tôi cảm thấy buồn buồn. Trốn rừng sâu luôn diễn ra cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt giữa các loài theo luật, mạnh được yếu thua, tưởng rằng mọi việc đã xong. Tôi sắp xếp chăn chiếu định chập mắt một tí trước khi trời sáng. Nào ngờ cả nhà ông lụa dậm dịch đốt thêm đèn gió cho sáng, tìm kiếm đồ đạc như cây gậy, giáo mát, phèn la, thùng thiếc. Chú Năm Hùng nhóm lửa nấu cơm. Không khí náo nước và khẩn trương. Tôi hỏi bố. Ngày mai nhà ông lụa làm gì mà sửa soạn, chuẩn bị sớm thế bố? Bố tôi dỉ tai, Sáng sớm mai cả xóm sẽ đuổi theo dấu máu con một Đến chỗ cọp cất dấu heo Khiêng về làm thịt Tôi ngạc nhiên Thế con cọp không giữ lấy heo à? Cọp chống cự Nhưng dân xóm sẽ hợp sức lại Vừa đánh vừa rua đuổi Cọp chạy mất Hèn gì chú Nam Hùng đem mấy chiếc phảnh la ra lau chùi Chắc ngày mai mấy dụng cụ này sẽ dậy lên những âm thanh dữ dội Tạo áp lực tinh thần Tôi nói với ông lụa có cho hai bố con con đi theo với không ông? Ông lụa cười. Ngày mai dân cả xóm này đi đuổi cọp. Có ai ở nhà đâu mà bố mày buôn với bán đổi với chác. Nếu không sợ thì hai bố con cứ đi theo cho vui. Trời vừa rạng sáng, cơm nước đã xong xuôi. Ai nấy nai nịt gọn gàng, giáo mát cầm tay. Mỗi người được trang bị thêm một dụng cụ phát ra tiếng động. Nào là phèn la, Mỏ trống, thùng thiếp Sương mù còn dày đặc trước sân nhà Ông lụa trèo lên tròi cao Dòng mấy hồi thanh la giòn giã Như đã thành thói quen quý ước với nhau từ bao giờ Phút chốc dân xóm từ các ngả kéo đến Người nào cũng khi giới đầy mình Có đến khoảng trên 15 người Toàn là đàn ông con trai cả Ông lụa nói Ta đi ngay Con một này cả mấy tạ Thế nào cọp cũng chưa đem đi ra được Mọi người hội ý nhanh chóng cắt đặt người nào đi trước đi sau. Bố và tôi được ông lụa cho đi giữa đội hình. Người ta đem theo cả dây và đòn khiêng. Không biết có giành được heo hay không, nhưng ai nấy đều phấn chấn và tỏ ra rất quyết tâm, cũng như sự gan dạ dũng cảm có thừa. Có lẽ ông lụa là già làng, nên rất thông thạo công việc. Ông là người chỉ huy đứng ra phân công cho từng người. Mọi người giam giáp thực hiện theo mệnh lệnh của ông. Tôi với bố đi giữa đội hình cũng yên tâm nếu có bề gì cũng có kẻ trước người sau hỗ trợ ông lụa hạ lệnh lên đường không phải như những lần đi săn hay đi đâu mà lặng lẽ âm thầm vừa ra khỏi điểm xuất phát tất cả chúng tôi theo lệnh của ông lụa đồng khu chống mõ phảnh la om trời phút chốc đã đến dậy khoai mỡ chỗ cỏ và heo quần nhau đêm qua chiến địa tàn hoàng đầy dấu vết của cuộc quyết đấu sinh tử mặt đất như bị cày xới rách nát xác sơ những bụi cây bị ngã sạp những thân cây gãy đổ đầy dấu vết của móng vuốt cào cấu và khắp mọi nơi máu loang lổ màu thấm trên đất có chỗ đọng thành vũng trưa khô màu dính trên cây lá bê bết màu trên những thân cây to ông lụa dẫn đầu lần theo vết máu có những dấu chân cọp to như cái vung nồi bố chỉ cho tôi thấy dấu chân cọp y dạng như chân mèo nhưng rất lớn mỗi dấu chân như vậy có năm dấu lõm đất xuống nhưng có chỗ lại gặp một dấu đổ xuống đất như dấu khúc cây nện xuống đây là bằng chứng đích thị ông ba bác cả lẫm chỉ cho tôi thấy và cho biết thêm con cọp này có ba chân một chân sau bị tiện ngang bàn chân nghe đồn rằng có vốn ở miền rừng núi ngoài huế một lần bị bẫy kẹp của thợ săn kẹp ngang bàn chân sau cọp không chịu khuất phục mắc vào bẫy để thợ săn đến giết cọp đã dùng miệng cắn ngang bàn chân bỏ lại và thoát vào rừng từ đó cọp trở nên hung dữ lạ thường Bao nhiêu trâu bò, heo và cả người Ông rình dập bắt rơi tái hết Trong một lần động rừng ngoài ấy Ông lần mò vào vùng rừng núi Phú Thượng này Chắc ông bà đã theo dõi con một này từ lâu Và đêm vừa qua nơi dậy khoai mỡ này Ông đã kết thúc đời con một con heo rừng độc trước khổng lồ mấy tạ thịt Ông lụa đã tìm được dấu vết cọp lôi Cọng heo đi Cọp đi theo hướng bìa rừng phía tây cây lá đổ rạp và dầu máu vung vãi. Thế là đoàn người vừa gõ mõ đánh trống đập phèng la, là hét theo dấu cây ngã đổ mà tiến. Đường đi rất khó, gần như cắt ngang rừng mà đi. Có lúc phải chui qua những bụi gai rậm rạp, khi phải men theo những gành đá hiểm trở. Đến một dốc dựng cao bằng 2 phần 3 cây tre, thì dầu máu mất hút. Mọi người nổi phèng la, trồng mỏ in ỏi và ra sức tìm kiếm. Ông lụa nói, Thế nào ông bà cũng đi theo dốc sáu liều này Nhưng không lẽ dốc cao thế Còn một cả mấy tạ mà ông đưa lên được Sau này tôi mới được giải thích thêm Trên rừng có những lối đi gọi là độc lộ Dốc sáu liều nằm trên độc lộ này Nghĩa là muốn đi phải vượt qua dốc đứng này Ngoài ra không còn lối nào khác Bởi hai bên toàn là núi đá cao hiểm trở Như đã chuẩn bị từ trước Bác cả lẫm lôi trong gùi ra một đoạn dây dài Đầu có móc sắt Bác nắm đầu dây có móc sắt quay tít Vèo Móc sắt bay vút lên dốc Móc vào một nhánh cây to đưa ra từ trên dốc Bác cả lẫm tay nắm vào dây thòng xuống Chân đạp vào dốc đứng leo thoàn thoát Vừa lên trên dốc Bác đã hô vọng xuống Có tiếp dấu máu trên này anh em ơi Bác thoát biến mất Một lát bác thả xuống một cây dài Có nhánh ngang làm thang leo Mọi người hối hả trèo lên rồi bương bà tiếp theo dấu cây lá đổ ngã. Các loại trồng mõ phèn la lại dậy lên, làm náo động khu rừng ban mai im vắng. Càng theo dấu vào sâu, cây cối càng um tùm rậm rạp. Không biết có dấu hiệu gì cho biết gần đến nơi chưa, mà từ phía trước, ông lụa truyền lệnh cho tất cả đồng loạt vừa đập vừa la rầm lên. Cảnh đại náo này tôi nghĩ chắc con gì cũng phải sợ. Một lát ông lụa lui lại sau, hạ lệnh mọi người lượm những cục đá to bằng nắm tay, Tất cả cùng liệng về phía bụi cây um tùm Có mấy tảng đá nhọn nhô lên Đoàn người vừa liệng đá vừa hò hét Khua trống mõ Tôi với bố cứ nhích dần từng bước về phía bụi cây Những cục đá trên tay tôi cũng phóng ảo ảo Và lên đá chan chát Chợt mọi người cùng nằm xuống Một cái bóng dài loáng thoáng như cái mền bay màu vàng sậm Vút ra khỏi bụi cây Ông lụa, bác cả lẫm Cùng một số thanh niên dũng cảm vùng dậy sông lên Miệng la hét vang trời Đằng sau cũng tiếp lên hỗ trợ Một số người rượt đuổi theo hướng chạy của cọp mà liệng đá Đập phèn la chát chói Chúng tôi ập vào bụi cây Trên một tảng đá phẳng bên trái là tán cây che kín Con heo một nằm dài Cổ họng bị đứt nát bầm dập Máu đổ bầm đen trên cổ, trên thân Mình heo vẫn còn nguyên Cọp chưa đụng đến Ông lụa nói cọp mới rơi phần hạ bộ từ nhỏ đến giờ tôi chưa thấy con heo nào to lớn như thế chiều dài từ miệng đến đuôi ít nhất phải gần 3 mét đầu to như cái giỏ lớn dài ngoằng chân trước cao hơn mét lông gáy cứng nhọn như thép hai cái răng nanh vàng khè lòi ra khỏi miệng cỡ gang tay đã được phân công từ trước mọi người chia nhau canh giữ bốn phía ông lụa với bác cả lẫm chú năm hùng rút trong gùi ra những cái dìu cái dao sáng hoác con heo to lớn bị dã ra làm bốn Dây và đòn khiêng đã sẵn Hai người một khiêng thay phiên nhau quay trở ra Còn nhanh hơn lúc đến Về đến nhà đã dễ chưa Mọi người xẻ heo ra Có gần 200kg thịt Miếng da heo không dùng vào được mục gì Bởi vì nó cứng như tấm thép Các chủ bác nấu nướng ăn uống vui như hội Bố con tôi được dự phần với những món ngon nhất Ai cũng có phần chia đem về nhà làm thực phẩm dự trữ Trước khi ra về Ông lụa can dặn đêm nay phải cảnh giác Canh phòng Không được lơ là sơ ý Chiều xuống ông lụa với bác cả lẫm Chú Nam Hùng lôi đống cây bên hiên nhà Ra tu bổ thêm hàng rào quanh nhà cho vững chắc Bố con tôi cũng vụ việc Cây chỉ bằng bắp tay nhưng rất chắc Thẳng và dài Dùng thuồng đào lỗ sâu chôn cây xuống Cây cách cây một tấc Đó là gióng dọc Còn gióng ngang nửa mét một cây Cột vào gióng dọc bằng những sợi dây dẻo chắc màn đêm buông xuống tôi với bố lên giường du giấc ngủ nhưng cũng chờ xem động tĩnh như thế nào ông lụa bác cả chủ năm thì vẫn thức và liên tục rít thuốc thỉnh thoảng ông lụa đi ra đi vào hình như nhiều lần ông trèo lên tròi cao quan sát nghe ngóng rừng đêm nay yên tĩnh lạ thường cả tiếng lá rơi bên nhà cũng nghe được có tiếng chim gì xa xa cất tiếng kêu buồn thàm bởi một ngày vận động mệt mỏi đêm qua lại thức trắng nên bố con tôi đi vào giấc ngủ say xưa. Buổi sáng dậy muộn, nhà vắng ngắt. Tưởng ông lụa và mấy bác đi đâu sớm mà không báo cho bố con tôi biết. Tẻ ra mấy bố con ông đang dạo quanh vườn. Ba người vừa đi vừa quan sát dưới đất, chỉ trò. Thầy bố con tôi họ ngoác ra chỉ cho xem. Ngoài vườn, bên ngoài hàng gióng rào, có những dấu chân tròn to. Giữa có năm lõm xuống đất, và những dấu chân cụt như đầu cây. Rõ ràng tối qua ông ba đã về đây. Bên cạnh đó nhiều màu xương heo một chiều qua sau khi ăn người ta vớt ra ngoài rào. Cọp đã thu gom lại chất thành đống. Phải chăng đó là dấu hiệu cảnh cáo dân xóm thượng và nhà ông lụa biết rằng cọp không bỏ qua việc dân xóm cứ mồi ngon lành, mà cọp bỏ ra bao nhiêu công sức mới kiếm được. Ông lụa với các bác xem xét những dấu vết quanh vườn, với nét mặt trầm lặng, suy tư như đang toàn tính điều gì. Câu chuyện về người đàn ông mang tên Sáu Liều Sáng nay bố tôi với ông Lụa đi khắp xóm để mua đổi những hàng lâm sản Bác cả lẫm và chú Nam Hùng ở nhà kết lưới bùa câu Số là cách nhà ông Lụa ba quả đồi về phía bên kia Có một cái hồ rộng mấy mẫu đất Nước hồ bốn mùa dập dềnh lênh láng chứa vô số cá tôm Quanh hồ cây cối um tùm, rậm rạp Là nơi chú ngụ của hàng đàn chim chóc đủ loại trên miền núi này không có sợi cước và lưỡi câu để làm câu cắm, câu cần và bùa câu kiếm cá ăn và làm thực phẩm dự trữ. Trong mấy chuyến hàng trước, ông lụa đã gửi bố tôi về xuôi mua cước và lưỡi câu. Lần này bố tôi đem lên. Vì đã chờ đợi từ lâu, ngặt nội hôm qua bận đi đuổi cọp lấy heo rừng, nên sáng nay bác cả và chú Năm sang sái bắt tay vào việc, vót cần câu cắm, kết lưỡi câu vào cước làm bùa. Công việc này hồi ở xuôi tôi làm thành thạo, nên cũng tích cực làm với hai ông Bác cả lẫm khen tôi nhanh tay và khéo léo Bởi ông lụa gửi mua quá nhiều lưỡi câu và cước Nên có lẽ làm cả ngày chưa xong Công việc thắt cước vào lưỡi câu rất đơn giản Nhưng làm nhiều quá trở nên nhàm chán Tôi bỗng có ý nghĩ hỏi chuyện bác cả lẫm Để biết thêm về gió mới này Từ hôm qua đến bây giờ Có nhiều điều thắc mắc tôi để bụng chưa biết hỏi ai Đôi khi những lời giải đáp của bác là những câu chuyện hấp dẫn lạ lẫm Khiến ta thích thú vừa nghe vừa làm quên đi cái công việc đơn điệu Sực nhớ tới cái dốc dựng cao gần bằng ngọn tre Phải dùng thang cây mới lên được có tên gọi là dốc sáu liều Nghe ngổ ngộ Tôi hỏi bác cả lẫm Tại sao cái dốc đó có tên sáu liều hả bác? Bác cả lẫm nhìn tôi nhau mắt cười Bởi vì ai liều mạng mới dám leo lên đó Tôi nửa tin nửa đùa Nhưng phải liều mạng gấp 6 lần kia Bác cả lẫm nhìn chú năm hùng cười ha hả rồi lại nói: "Bởi liều mạng quá nên mới suýt chết đó con ạ." À. Tôi ngạc nhiên: "Thế dốc đó đã xảy ra chuyện gì?" "Một người đàn ông một mình đi cướp heo của ông ba, suýt bị ông ba xơi. Từ đó dốc mang tên người đàn ông bạo gan, mà dân xóm đặt cho là Sáu Liều." Rồi để thỏa mãn tò mò của tôi, bác cả lẫm vừa làm vừa kể bằng một giọng trầm ấm, mạch lạc về cuộc đời của một người đàn ông mang biệt danh Sáu Liều. Sáu Liều tên thật là Nguyễn Văn Lẹ, con một gia đình đông con ở Phù Trung, cách đây một ngày đường phía bên kia sông. Lẹ thứ sáu nên gọi là Sáu Lẹ. Từ nhỏ Sáu Lẹ đã có tinh khí khác thường. 16 tuổi đã cao lớn vạm vỡ, nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng lại không chịu lao động. Dân miền núi thông thường mới 10 tuổi đã biết theo cha mẹ phát giấy làm nương, bẫy chim câu cá, Nói chung ngay từ tuổi niên thiếu Đã biết lao động làm ra cái ăn Sáu lẹ không chịu làm gì cả Mặc dù cha mẹ anh em dày la Khuyên bảo Thậm chí cả cưỡng bức Nếu bị buộc phải làm thì sáu lẹ miễn cưỡng tham gia Cầm chừng thụ động Nhưng cuộc đời đâu phải mãi bình lặng êm đềm Trong cái vỏ bọc của gia đình Cứ cơm ăn no đủ ngày ba bữa Áo quần sẵn có lành lặn suốt bốn mùa xuân hạ thu đông Sáu lẹ biếng nhác rồi cũng phải làm Bởi cha mẹ anh đã đến lúc già yếu anh em đồng Mùa màng thất bát do thiên tai Hoa màu ruộng dẫy bị thú rừng phá hại Người xưa có câu Đói đầu gối hay bò Chân hay chạy, giỏ hay đi Sáu lẹ đã biết tự mình phá đất làm dẫy Lên rừng đặt cái bẫy bắt con hoãng con nai Xuồng suối mò mẫm bắt con cua con cá Nhưng công việc làm của sáu lẹ cũng không bền Hay nói đúng hơn là không chắc chắn Bởi cái tính khí ương bướng thất thường Khi thích thì làm, khi không thích thì thôi. Nên kết quả công việc làm cũng bập bênh khi được khi mất. Ví dụ như lúa ở mấy chân ruộng đang trổ bông, cần nước để ngậm sữa làm đồng. Công việc cần kíp là phải tát nước lên ruộng, vì trời đang khô hạn, thì sáu lẹ bỏ đi chơi. Đến khi lúa đã chết cháy hết rồi không đường cứu vãn, thì sáu lẹ lại hì hục tát nước. Ở phù trung đất hẹp người đông, đất đai cằn cỗi, nghe nói sáu mươi phù thương nhiều nương rẫy, thú rừng vô số, Lâm sản dồi dào Sáu lại khăn gói đến đây sinh cơ lập nghiệp Ban đầu sáu lại phát nương dọn dẫy Dựng nhà Vào rừng săn thú Lấy mật Hái nấm Lượm hạt như bao nhiêu người khác Nhưng chứng nào tật nấy Lười biếng và tình khí ương bướng Thất thường Vẫn còn cảm dễ sâu trong người anh Ruộng dẫy anh làm nhiều mà không thu hoạch được bao nhiêu Bởi cái lối canh tác Chăm bón bảo vệ tùy hứng Nhiều khi cả tháng sáu lại nằm nhà chơi không bước ra khỏi ngõ đến khi gạo khoai trong bồ cạn hết sáu lẹ mới lọ dọ lên nương hay vào rừng kiếm vài lít mật ong đem ra bến sông đổi cho khách thương hồ lấy vài đấu gạo cứ thế sáu lẹ nằm nhà bao giờ hết gạo khoai lại đi kiếm cái khác cuộc sống bấp bênh như thế nên gần 30 tuổi rồi sáu lẹ vẫn chưa lấy được vợ xóm phú thượng là nơi nổi tiếng nhiều thú giữ nhất trong vùng có một con rắn to khủng khiếp Chiều dài của rắn không biết bao nhiêu Vì dân xóm chưa bao giờ thấy trọn vẹn rắn từ đầu đến đuôi Bởi rừng cây rậm rạp Nếu dân xóm bất ngờ gặp rắn Thì chỉ thấy một đoạn thân vắt ngang lối đi Đầu và đuôi khuất mất trong cỏ cây rậm rạp Ai mà gặp thế chỉ biết quay lại mà chạy trối chết Thân rắn to như cái cột nhà Đã nhiều người gặp Kể cả những thợ rừng lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm Và đầy hiểu biết về các loại bò sát họ xác định đó là rắn chứ không phải chăn nhưng không biết loại rắn gì người ta rất sợ rắn và tin vào sự linh thiêng của những con rắn to bởi vậy dân ở đây không gọi con rắn khổng lồ này là rắn mà gọi là ông dây thỉnh thoảng ông dây hay về xóm từ trước đến giờ ông dây chẳng hại ai nên người ta tin vào sự linh thiêng ở nơi ông người ta kính nể và sợ ông cho nên không dám đối phó lại ông dù chỉ trong ý nghĩ cứ mỗi lần ông dây về xóm Là ông nằm vát ngang qua lối đi duy nhất vào rừng Trong những ngày đó Tuyệt đối không ai được vào rừng Có khi ông nằm một ngày Hai ngày Tối đa là ba ngày ông đi Qua ngày thứ tư mà ông chưa đi Thì ông lụa là trưởng xóm Bày một bàn hương đèn trầu rượu Hoa quả cách chỗ ông nằm một khoảng Đích thân ông lụa tắm rửa sạch sẽ Vận khăn đèn áo dài đến khấn váy Đêm hôm sau ông sẽ đi Lần đó ông về xóm đã hơn 6 ngày Một sự kiện bất thường Ông lụa đã bày ba mâm lễ Cứ mỗi lần như vậy đến sáng hôm sau Dân xóm yên trí vác dìu Mang gùi bò đến cửa rừng Thiểu hàng hốt quay lại nhanh Ông dây vẫn còn nằm đó Một khúc thân vắt qua đường như khúc gỗ đình Đen thui Ai nấy đều lắc đầu sợ hãi Ông lụa thì cứ ra vào thầm thoát lo âu Không biết điểm gì đây Xui cho sáu lẹ những ngày này lại đúng vào lúc anh ta hết lương thực thực phẩm dự trữ Sáu lại phải vào rừng kiếm cái gì về đổi ít gạo sắn Đã năm buổi sáng Sáu mang gùi đi rồi lại về không Luật rừng đã có từ lâu ngay trước khi có xóm phú thượng Không ai dám vi phạm dù chỉ một ý nghĩ Buổi sáng ngày thứ sáu Sáu lại đi rừng sớm Và đinh ninh rằng thế nào ông dây cũng đã đi Sáu lại nghĩ ông dây đã nằm ở đây lâu quá rồi Ông phải đi tránh chỗ cho dân vào rừng sinh kế chứ Ông nằm hoài Dân xóm đói chết hết hay sao Mấy ngày nay Sáu lẹ phải chạy vạy vay mượn Lười biếng như Sáu đã nổi tiếng Sáu đi đến đâu cũng gặp những ánh mắt hứng hờ Những lời từ chối khéo Sáu lẹ phần đói Phần bực bội Tình mơ anh đã tay cầm rìu vai mang gùi bươn bà vào rừng Vừa đi vừa nghĩ đến mấy chỗ lấy mật Hái nấm sáu lẹ cơ hồ như quên chuyện ông dây về nằm án ở cửa rừng đã sáu ngày nay. đến khi giật nảy mình, sáu lẹ mới sực nhớ, còn nguyên đó mình dán khổng lồ to như khúc cột vắt ngang lối đi. cây cối hai bên đường um tùm lặng lẽ như đồng lõa che giấu những phần thân dài ngoàng vô tình của ông dây ẩn khuất đầu đây sáu lẹ vội tháo chạy lui như thường lệ. anh vừa chạy vừa thở ngao ngán chán nản. nếu ông dây còn nằm đó cỡ năm hôm nữa chắc sáu phải chết đói mất hay ta quay về phú chung với anh chị em năm bảy bữa hãng hay lúc ông đi rồi ta quay lại sáu vừa chạy vừa nghĩ vậy nhưng nhớ tới đoạn đường từ đây về phú Trung xa xôi vất vả quá sáu lại bi quan chán nản sáu lại chạy chậm lại rồi ghé tảng đá ven đường ngồi nghỉ sáu bực bội cho chính mình hơn ba mươi tuổi đầu mà sống không nên người bao nhiêu người ở quê ở xóm mới cùng trang lừa với anh Bây giờ đã có vợ con Có cơ ngơi sự nghiệp Mà mình vẫn chưa nên thân Biết tình cảnh này ở quách lại quê phú chung còn sướng hơn Lên đây ruộng rẫy nhiều Của rừng rồi rào Tưởng cuộc sống khá hơn nào ngờ vẫn bấp bênh Được bữa trưa mất bữa tối Sáu lại khổ sở nghĩ vậy Mà vẫn chưa thấy rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc sống thảm hại của mình Hoặc giả sáu lại đã thấy nhưng vẫn ương bướng trong cách suy nghĩ Sáu lại đâm ra hờn trách cha mẹ oán giận anh chị em và cả người dân xóm mới phú thượng. Sáu lại giận mình thì ít mà hận mọi người chung quanh thì nhiều. Vừa đói vừa mệt, anh giận lây qua cả ông dây. Phải chi ông đi sớm, ở gì mà lâu quá vậy? Sáu hàn học nghĩ, càng nghĩ càng giận, như có dòng máu uất từ đâu trào lên ngực lên cổ. Sáu lại phừng phừng đứng dậy, đà cái gùi giỏ lăn lốc bên vệ đường anh vơ cái rìu hầm hầm quay trở lại cửa rừng như thách thức chiêu chọc cơn giận dữ của sáu ông dây vẫn còn nằm nguyên đó đoạn thân vắt qua đường đen thui như cây gỗ môn đang phập phồng lên xuống nhẹ nhàng như yên bình trong giấc ngủ lạnh lùng lặng câm của loài rắn sáu lại đưa tay vuốt nhẹ cây lưỡi rìu bề ngang hơn gang tay sáng loáng bén ngót đây là loại rìu vừa dùng để hạ cây rừng vừa làm vũ khí tự vệ của dân núi chính gốc đừng xại chân ra xuống tấn, vung dìu lên, dồn hết sức lực vào đôi cánh tay mạnh bảo. Sáu lẹ trợn mắt nghiến răng, giằng xuống lưng ông dây một dìu mạnh như núi đổ. Vớt luôn cái dìu sáu lẹ bỏ chạy như tên bắn. Ào ào, ầm ầm, cây cối ngã đổ, đất đá bay mù mịt. Nhiều người dân xóm từ xa đã nhìn thấy đầu đuôi ông dây lồng lộn, vùng cao lên khỏi những bụi cây rừng. Người ta thấy được đầu ông mồng màu đỏ tía, cái đuôi dài ngoằng, có chỏm trắng ngoài tít lên không, có vẻ đau đớn lắm. Cả thân rắn giải kinh khủng cứ vung lên cao ẩn oải. Vết rìu chém ở giữa làm thân rắn như muốn đứt đôi, màu bán ra như mưa xối xả. Sau vụ ấy ông dây đi đâu luôn, biệt tích không thấy trở lại. Và cũng từ đó, sáu lẹ mang biệt danh sáu liều, tức là sáu liều mạng. Cái dốc dựng được đặt tên dốc sáu liều cũng như dân ở các vùng miền núi khác dân xóm phú thượng đào hầm bẫy heo rừng và đặt bẫy kẹp bằng sắt để bắt heo và các loại thú rừng khác có quy ước rất nghiêm là thú rừng sập bẫy của ai thì người đó bắt nếu chủ bẫy không bắt bỏ đó đến bao lâu chăng nữa cũng không ai được xâm phạm đến cho dù bẫy ở giữa rừng sâu chủ không hề biết bẫy mình có sập được mồi nhưng đó chỉ là quy ước giữa người với nhau đối với thú vô giá trị cọp luôn phộng tay trên của người những con mồi ngon lành mà người đã bỏ rất nhiều công sức mới lấy được. Trường hợp thường xảy ra là ở những hầm bẫy heo, cọp tinh ma đáo để, cọp hay theo dõi thăm viếng mấy hầm bẫy heo rừng. May mắn có heo bị sập bẫy, cọp xuống lượm đi ngay. Sáu liều là người bị thiệt hại nhiều nhất. Nguyên nhân chính là hầm bẫy của sáu đào nông cạn sơ sài Cọp xuống hầm bốc heo lên dễ như bỡn. Các hầm khác đào đúng thế, cọp xuống rồi chỉ một mình đem thân lên được là may. Còn sức đâu mà bốc heo lên nữa. Đã lâu sáu liều rất cam tức cọp. Từ khi sáu nện cho ông dây một lưỡi rìu gần đứt ngang lưng, mà sáu chẳng hề hấn gì. Sáu trở nên nổi tiếng. Sáu liều chẳng ngán cái gì cả. Đêm đêm trong trời vắng ở cuối xóm, sáu liều thao thức nghĩ cách lấy lại con mồi từ miệng cọp. Sáu liều nghiên cứu đường đi về của cọp. Ai cũng biết lối đi độc đạo vào chốn thâm sâu nơi trú ẩn của cọp đều phải qua cây dốc dựng cao gần bằng cây tre đó. Trên dốc dựng có nhiều cây cao, nhánh vươn ra đan tỏa, tạo thành tán cây um tùm rậm rạp. Mấy ngày liền, sáu làm một cái tròi rất vững chãi trên nhánh cây cao trên dốc dựng. Tròi làm kín đáo nấp trong tán lá. Nếu không tinh mắt, ở dưới khó mà phát hiện ra được. Đêm đêm sáu liều nằm trên tròi theo dõi cọp đi về như thế nào. Cứ khoảng gần sáng, sáu nghe một tiếng rơi bịch dưới gốc cây yên lặng một lát lại nghe một tiếng bịch thứ hai sau đó là tiếng cây lá rào rào về phía rừng sâu bằng trí thông minh phán đoán sáu đoán chắc tiếng bịch thứ nhất là con mồi cọp từ dưới gốc đưa lên trước tiếng bịch thứ hai là cọp phóng lên sau sau đó cọp chuyển mồi đi về hang để kiểm chứng phán đoán của mình có đúng hay không sáu liều gan dạ trèo sát xuống gốc cây để xem y như dự đoán hình như phóng được con mồi lên dốc cọ mệt quá nghỉ thở hay sao mà một lúc lâu cọ mới phóng lên sau sáu liều càng gan hơn nữa tranh thủ khoảng thời gian cọp trưa lên sáu liều chạy lại xem con mồi có đêm là con heo vừa chết còn nóng hồi rồi nai mang hoãng có lúc là bò heo nhà của dân dưới xóm cọp xuống bắt đem lên sáu liều bỏ mấy ngày trẻ mây tước nhỏ bện một dây thường tròn dài chắc chắn. Sao lại sáng chế một bánh quay bằng gỗ, tựa như dòng dọc, mắc trên nhánh cây cao. Sáu luồn dây thừng vào bánh quay. Đầu dây thừng cột vào một móc sắt to rất bén nhọn. Đã nắm rõ giờ giấc đi về của cọp, sáu gan dạ ngồi chờ trên dốc khi đêm về sáng. Khi nghe một tiếng bịch, sáu liền chạy ngay tới cầm đầu dây có móc sắt, móc ngay vào cổ con mồi. Nhanh như sóc, sáu tót lên cây kéo con mồi lên trời, một lát cọp nhảy lên dốc trừng hừng con mồi mất tiêu rồi ém mình trên trời cao đợi trời sáng cọp đã bỏ đi sáu liều mang con mồi của cọp thường là heo về nhà từ đó hầu như đêm nào sáu liều cũng được heo nai mang sáu liều đem bán đổi trác cuộc sống khá lên rất nhiều trong xóm có một người đàn ông trung niên không vợ con tên là tạ tạ cũng mới đến xóm vài tháng Cuộc sống nghèo, kham khổ Lúc đầu anh Tạ chỉ mổ thì dùm cho Sáu Liều mà thôi Sau trở nên thân thiết với Sáu Liều Đến ở hẳn cùng nhà với Sáu Sáu nghĩ có người đến giúp càng hay Sáu dẫn luôn anh Tạ vào dốc rừng ở trên trời để phụ với Sáu Bởi nhiều đêm Sáu phải bỏ những con mồi to Vì một mình Sáu không đủ sức kéo mồi lên Từ khi có anh Tạ phụ việc Sáu liều đã chớp nhiều con bò heo to từ tay cọp Cái dốc rừng đã giúp Sáu ăn nên làm ra nhưng công việc của Sáu Liều cũng chấm dứt nhanh khi ông bà tức con cỏ ba chân về rừng này. Ông bà tinh khôn đáo để, Sau vài lần bị mất mồi, cỏ ba chân tương kế tự kế. Đêm đó trời tối như mực, Sáu Lẹ cầm móc sắt chờ sẵn. Nghe bịch một tiếng, Sáu Lẹ nhào tới định móc ngay móc sắt vào cổ con mồi. Không ngờ con mồi gầm lên một tiếng, vổ ngay Sáu Liều. Thì ra ông bà đã nhảy lên trước xà làm mồi cọp cũng khôn như người chứ chẳng phải chơi đâu. Sáu liều la lên khiếp đàm. Bản năng sinh tồn đã giúp sáu liều chống cự mãnh liệt. Cái móc sắt trên tay anh cũng nhắm vào đầu vào mình cọp mà chém, mà móc, đâm loạn xạ. Nhưng sức người làm sao bằng cọp. Mới chỉ hai cú vồ, sáu liều đã bị bay mất hai mảng thịt mông, dập ống chân trái và toét vai phải. May nhờ anh tạ dũng cảm đã cứu sáu. Từ trên trời cao, tạ khua mõ rồi tay cầm mác cầm mõ la hét, lao xuống đuổi cọp. Nghe tiếng động inh ỏi, tiếng người la hét đến hỗ trợ. Cọp dừng tấn công và bỏ chạy. Sáng ra tạ chạy về báo dân xóm lên khiêng sáu liều về chạy chữa. Sáu đã bất tỉnh mê man. May nhờ mấy phương thuốc gia truyền chữa vết thương do cò vồ của ông lụa. Ông lụa cử người về phú trung báo cho anh em sáu liều biết. Gia đình sáu liều đem cáng khiêng sáu liều về. Chạy chữa hơn 2 năm trời sáu liều mới lành bệnh. Cũng từ đó cái dốc dựng trên xóm rừng Phú Thượng này Mang tên dốc sáu liều Bác cả lẫm dừng kể nhìn tôi cười Sao? Bây giờ con đã rõ sự tích dốc sáu liều chưa? Tôi đang đắm hồn say xưa trong câu chuyện kỳ thú Như sực tỉnh Thưa bác Chuyện của bác kể thật hấp dẫn Quả thật ở đây một cái tên người Tên đất cũng chứa nhiều tình tiết ly kỳ Bác cả lẫm dừng tay kết cước Lấy thuốc ra hút Bác lặng lẽ phả khói nhìn ra phía rừng xa xăm Chuyện rừng còn nhiều lắm Kể hoài không hết Tôi hướng khởi vô cùng nài nỉ bác Kể nữa đi bác Con thích nghe lắm Bác kể đi Vừa làm vừa nghe không biết mệt Bác cả lẫm cười Thôi bây giờ nghỉ tay ăn trưa đã Con muốn bác kể con phải ở lại đây năm bảy ngày Rảnh rỗi bác mới kể được hai ngày trôi qua bố tôi đã mua đổi được đầy hàng bố đã đóng hàng vào gùi chuẩn bị ra về bác cả lẫm vẫn chưa kể tôi nghe được câu chuyện nào nữa bác bận quá hết đi rào bác lại đi cắm câu rồi canh bẫy heo rừng đêm về ra tròi giữ lúa tôi tự hẹn với mình một dịp nào đó vào thời điểm thuận lợi sẽ yêu cầu bác kể cho nghe một sớm tinh mơ bố con tôi giã từ gia đình ông lụa ra về Bác cả lẫm biểu bố tôi một bịch to thịt heo rừng khô Chú Nam Hùng cho tôi cây gậy bằng chúc thật đẹp Ông lụa đưa bố con tôi ra tới ngõ Ông xoa đầu tôi Lần sau cháu lên Ở lại thật lâu bác cả lẫm sẽ kể cho nghe chuyện rừng Tôi cảm ơn ông và theo chân bố dấn bước Bình minh lên rực rỡ Nắng mai chan hòa trên những cánh rừng xanh ngút ngàn Bố con tôi đi giữa màu xanh bất tận Hương rừng ngan ngát như thấm vào người Quyện cả vào những bước đi Tôi hỏi bố Chuyến sau ta lên lại đây hả bố Bố trả lời Không Lần tiếp mình đi ngả đèo le Tôi không biết đèo le ở đâu Nhưng chắc chắn rằng Ở đó sẽ có nhiều điều hấp dẫn Nhiều câu chuyện hồi hộp ly kỳ Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của câu chuyện Đêm rừng gặp cọp. Câu chuyện đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.